Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ có công văn số 1073 về việc cập nhật đánh giá cấp độ dịch trên địa bàn, gửi Giám đốc Sở, Thủ trưởng Cơ quan Ban ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, huyện, xã, phường, thị trấn. Theo đó, cấp độ dịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ có 79 xã, phường, thị trấn cấp 1, còn lại 4 phường có dịch ở cấp 2, gồm phường An Thới thuộc quận Bình Thủy, 3 phường thuộc quận Ô Môn là Long Hưng, Thới An và Phước Thới. Cấp độ dịch mới này áp dụng từ 0 giờ ngày 26 tháng 3. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu chung khi tham gia các hoạt động đối với công dân là thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K, sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin PC COVID, sổ sức khỏe điện tử VNEID, v.v. để khai báo y tế, đăng ký tiêm chủng vaccine, khám chữa bệnh. Đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp bảo đảm phòng chống dịch COVID-19 trong từng lĩnh vực hoạt động theo quy định của Bộ Y tế, Ủy ban Nhân dân thành phố và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn có liên quan. Có biện pháp kiểm soát đối với những người đến làm việc, học tập và sử dụng các dịch vụ thương mại bằng mã QR, khuyến khích người lao động tự theo dõi sức khỏe, tự xét nghiệm để phát hiện các biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19 như sốt, ho, đau họng, mất vị giác, khứu giác, v.v. Tính đến ngày 17 tháng 3, thành phố Cần Thơ đã ghi nhận trên 56.600 trường hợp F0 và 884 trường hợp tử vong.